Chào các bạn, mình là Chi và hôm nay mình sẽ review về con HyperX Cloud Core mà mình mua từ App Shop. Và đây là cái hộp của nó. Lúc mà bạn mở hộp ra thì nó sẽ nhìn như thế này và nhìn rất là chắc chắn. Vì HyperX Cloud Core là đời đầu tiên cho nên nó có rất là ít phụ kiện đi kèm, không như HyperX Cloud và Cloud 2. Về hình dáng thì con HyperX Cloud Core nhìn rất là giống và tương tự con HyperX Cloud và Cloud 2. Chỉ có điểm khác nhau duy nhất là con HyperX Cloud 2 nó có nhiều màu hơn để chặn lửa. Còn con HyperX Cloud Core này chỉ phải có một màu duy nhất là màu đỏ đen. Cái màu này thì theo mình thấy là rất là nhiều người thích, đến mình cũng thích nữa. Tại rất là nhìn rất là ngầu. Logo HyperX ở hai bên tai và trên đỉnh đầu nhìn đẹp chuẩn, không cần chỉnh luôn. Khi mình mới mua về thì mình nghĩ nó sẽ rất là nặng và rất là nóng. Nhưng thực tế thì nó rất là nhẹ và nó mang lại độ thoải mái rất cao. Mình mang cái tai nghe này cả ngày luôn, mình cũng không thấy đau tai hay gì nữa. Tại vì cái vòng tai nó ôm chặt vô và miếng vải hai bên tai được làm bằng da thật, rất là mềm và rất là êm. Hai cái miếng này được làm bằng sắt, rất là chắc chắn. Còn cái vỏ HyperX hai bên hai tai nghe được làm bằng nhựa, không có để lại cái vân tay. Miếng mút được làm bằng da thật, rất là mềm mại, tạo độ thoải mái để chơi game trong thời gian dài. Ngoài ra các bạn có thể kéo giãn ra để cho nó bự hơn, để có thể phù hợp với cái đầu của chính mình. Bây giờ thì mình qua đến phụ kiện thì nó kèm theo một cái mic gắn rời và cái đồ để nối vô CPU dài 1 mét, rất là tiện lợi cho những bạn nào có dàn máy xa. Cái mic này nhìn rất là giống của con HyperX Cloud 2, thì hình như là y chang, chỉ khác là cái đầu bọc nó bự hơn chứ. Thì cái chỗ này á, là cái chỗ để gắn mic vô, có một cái đợt miếng để bịt cái chỗ đó lại, nhưng mà mình đã làm mất rồi tại vì cái miếng nó rất là nhỏ. Nếu các bạn có mua thì các bạn cũng cẩn thận coi chừng mất luôn nha. Và con này cũng không có cổng USB như con Cloud 2 mà là cái jack. Nó không có chỗ mút cho nên các bạn phải mút trực tiếp trên PC hay là tăng giảm âm lượng trực tiếp trên PC, vì nó cũng không có đồ tăng giảm âm lượng trực tiếp trên cái dây của con tai nghe. Vì con này là đời đầu tiên cho nên phụ kiện của nó đi kèm cũng rất là ít, như là nó không có hai miếng cụp tai bằng vải kèm theo như con Cloud và Cloud 2, cũng như là không có airplane adapter là đồ để nối vào khi bạn lên máy bay thì bạn cắm tai nghe vô để nghe ở trên máy bay, thì chắc các bạn cũng không cần cái đó đâu ha. Và cuối cùng, nếu mà nói về chất lượng thì dù nó không có âm thanh 7.1 surrounding sound như là con Cloud 2, nhưng mà con Cloud Core này có âm thanh rất là sống động. Khi mà mình dùng để chơi game lẫn và nghe nhạc đều, mình cảm thấy rất là tốt. Và nó có độ cách âm rất phải nói là siêu tốt luôn. Lúc mà mình chơi á, thì có mấy lần ba mẹ mình kêu mình xuống ăn cơm hay gì đó, có khi mình không nghe được luôn á, tại vì cái độ cấp âm nó quá tốt đi. Kiểu nhiều khi ba mẹ lên cái kêu sỏi sao kêu hoài không nghe, cái giả có đó nghe gì đâu, cái chửi quá trời chửi luôn. Nếu bạn nào muốn nghe thử mic của con HyperX Cloud Core thì đây là nguyên cái clip này á, là được thu âm bằng cái mic của con HyperX Cloud Core, cho nên các bạn có thể tự mình lắng nghe và đánh giá thử xem là chất lượng mic của nó như thế nào. Theo mình, bạn nào mà đang tìm một cái game headset á, mà với mức giá khoảng 1,3 triệu thì con Cloud Core này là một con phải nói là rất là tốt để bạn chọn lựa. Vì hầu như các game headset mà 7.1 surrounding sound thì nó rất là mắc, mà con này thì cũng không còn 7.1, nhưng mà cái độ cách âm và cái âm thanh chất lượng của nó thì nó rất là tốt rồi, đủ để bạn chơi game thoải mái. Phần review của mình về con HyperX Cloud Core đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Các bạn có thể ghé appshop.vn để biết thêm thông tin về sản phẩm của shop. Bye bye và hẹn gặp lại.